Xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay gió ngon quá ngon các bạn ơi. Quá. Vô đu đủ nha các bạn ơi. Trời vườn đủ lớn luôn. Đông vậy đào đầu con này lỗ con kia đó. Bầy bò. Mấy con bò nghe. Hai con. Quá trời nhiều luôn rồi. Ở dưới mình quay lên nha. Đây con nhiều trái tim bay im ru luôn rồi. Im luôn. Dân kêu kỳ vậy. Quá cao. Cao ghê chứ. Con đỏ trắng đen này là 2 mét nè. Năm đất này năm nay người ta không trồng gì không mừng ha. Đây ông chú ông đi chăn bò. Ba con, sáu con, bảy con bò. Con này là của mình. Nó trái tim nha. Quay im ru luôn. Mới thử lèo. Đứng dậy luôn.
gió trên quá ngon. Con này xa quá hết thấy luôn rồi. Không thấy được, quá xa. Bên này tha được 3 con. 2 con xanh với 1 con mình là vàng đen. Đất này thả quá đã luôn các bạn ơi, quá rộng. Đám này cũng 2 mẫu rồi nha. Rộng quá rộng. Rộng ghê chưa? Thành thấm luôn. Đây lên vách tường đó cũng 100 mấy chục mét á. Tha hồ thả các bạn ơi. Thả lên tới núi này luôn á, đó. Đây là núi phải ăn cây rử số á. Gì vậy? Nhào hả? Núi này là núi đất nha, núi đất đỏ nha. Có chiếc máy cuốc đang cuốc à. Quá quậy các bạn. Này mình quay ở sau lưng quay tới nha. Này thả quá đông, này thả 10 mấy con à. Đủ đủ. Trời gió mà dư đấy. Ru các bạn ơi. Gặm cỏ à, đã không? Cỏ non. Giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ với nha. Quá trời. Rồi, chào tạm biệt các bạn.